Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review Vinpearl Cần Thơ. Nhân dịp lễ 30 tháng 4 thì vợ chồng mình có book 2 vé voucher ăn buffet ở Vinpearl tầng 1. Đáng lẽ mình sẽ ăn ở như trên voucher thì để là ăn ở ngoài hồ bơi á, trên tầng 6, nhưng mà do sợ trời mưa nên Vinpearl đã dời xuống tầng 1. Và đặc biệt là chương trình hôm nay là đại lễ 30 tháng 4 thì Vinpearl có tổ chức là quay số trúng thưởng giải đặc biệt là một đêm nghỉ dưỡng tại Vinpearl. Thì không biết là hai vợ chồng của mình có may mắn để đạt được cái vé không. Xin phép mọi người, mình sẽ khởi hành. Buổi buffet sẽ diễn ra vào lúc 6:30, hiện tại thì cũng đã 5 giờ ngoài rồi. Thì hai chồng mình sẽ đi chơi vào một vòng thành phố Cần Thơ, xong mình sẽ ghé dự buổi tiệc mừng đại lễ 30 tháng 4 các bạn. Rồi, xin chào các bạn. Hello các bạn ơi, vậy là mình đã tới Vinpearl Cần Thơ nha các bạn. Đây, Vinpearl Cần Thơ. Hôm nay mình làm clip này để mình trải nghiệm, để cho các bạn nào không có dịp đi thì sẽ sắp xếp những cái chuyến sau mình có thể mình tham quan tại Vinpearl nha các bạn. Nè, đây các bạn. Đây là Vinpearl Xuân Khánh Cần Thơ. Đây, rất là cao.
Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ đi vô ha, vô nhận vé. Mà trước khi vô chắc là mình phải chụp hình một số kiểu nữa các bạn. Lên hồ bơi gì vậy? Lấy vé đây ha. Khoan để mình lấy vé các bạn. Anh đặt hai vé à? Dạ. Anh đặt hai vé. Anh tên gì vậy? Trương Hoàng Tiến. Chuyển tiền. Dạ dạ, anh đợi xíu nha. Trương Hoàng Tiến. Oh,
cũng đã có vé trong tay các bạn. Giờ đến 6:30 mình sẽ vô nhà hàng mình ăn, xong mình dự buổi bốc thăm tiếp thưởng. Mình đang ở tầng 6 mọi người. Tầng 6 Vinpearl. Đây là tầng trải nghiệm hồ bơi ha. Tầng 6 của Vinpearl. Đây mình sẽ vào nha. Ngồi đi xe, một cái mỏi chân.
Dạ dùng được chưa em? Được không? Dùng đi. Này là thịt nguội nha mọi người. Món thịt nguội đựng trong cái muỗng. Chấm với miếng tương ớt. Ngon quá mọi người ơi. Rất là dễ thương mọi người. Rất là kỳ công luôn. Đủ một người ăn. Đây là gỏi. Gỏi thịt bò mà làm họ trộn xong họ làm bỏ cho cái dĩa nhỏ là mọi người. Cái gì? Này là gỏi bò kiểu Thái Lan nha mọi người. Mình đoán là món gỏi. Giỏ này sao nó ngọt cắn.
thưa quý khách, hòa và không khí vui tươi trên khắp mọi miền của Tổ quốc và tuần lễ 30/4/1995 của dân tộc. Khách sạn Kim Đồng Cần Thơ tổ chức tiệc buffet về với nhiều chương trình văn nghệ và phần hồi hộp và mong chờ nhất đó chính là bốc thăm trúng thưởng. Và ngày hôm nay thì với một chương trình bốc thăm trúng thưởng của chúng ta có cơ cấu giải thưởng như sau: chúng ta có 3 giải, giải nhất, giải nhì và giải ba. Giải nhất của chúng ta là một đêm nghỉ dưỡng tại khách sạn Kim Đồng Cần Thơ. Giải nhì là một suất massage dành cho 2 người 60 phút tại khách sạn Kim Đồng Cần Thơ. Và giải ba đó chính là 2 suất ăn sáng dành đây là cho salad dầu giấm tại khách sạn Kim Đồng Cần Thơ. Và ngay sau đây xin mời bắt đầu chương trình buổi tiệc ngày hôm nay cũng như là chương trình văn nghệ ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau lắng nghe một bài hát đến từ ban nhạc. Một bút không, một bút một.